chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh tổ chức trao gần 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng là 200 triệu đồng do công ty tài trợ. Đây là hoạt động thiết thực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.